Cái chất liệu bên chị là chị thách béo. Vâng. Cho nên là nó hạn chế dầu mỡ. Không thấy bán mỡ gì nhỉ? Ít, nói chung là không có thì không phải, mà hầu như không thấy luôn á. Cái mỡ đó là từ cái tỷ xưa luôn á, khi mà mình ninh 24 tiếng á thì nó vâng. ra. Vâng. Nói chung cái này mà làm cho kỳ là ăn rất là ngon. Ngon, giòn, chập, nó không có, nó rất là thơm. Hello, xin chào cô chú anh chị cùng toàn thể các bạn nha. Cả nhà ơi, hôm nay thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì mình sẽ đưa cả nhà đi ăn sáng với một cái món vô cùng nổi tiếng và đặc trưng của Nghệ Hoa, đó là cái món hủ tiếu mì cá cạch nha các bạn. Hiện tại thì mình đang ở khu vực này là khu vực đường Tả Quang Bửu của quận 8 nha, và đang đứng trước một cái quán hủ tiếu mì cá cạch của Nghệ Hoa rất là to vật vả luôn. Đầu tiên các bạn này, đây là quán này này. Nói chung đầu tiên là mình thấy cái quán nó rất là rộng lớn và rất là thoáng đãng sạch sẽ nha các bạn. Đấy. Quán này thì có rất là nhiều món, và trong đó thì có cái món hủ tiếu mì cá cạch vô cùng đặc biệt, và ở đây thì nghe nói là cái nước dùng cũng rất là đặc biệt nha các bạn. Rồi nha, bây giờ mình cũng sẽ cùng vào phía trong kêu một phần ra thử và xem là cái món hủ tiếu ngày hôm nay, cái món ăn ngày hôm nay có gì đặc biệt, có gì hấp dẫn nha các bạn. Mình vào nhá. Nói chung là đầu tiên thấy cái quán to sạch sẽ là mình thích vậy đó. Đây nha các bạn. Quán thì địa chỉ chính xác nha. Ở đây thì quán là địa chỉ là số 807 đường Tả Quang Bửu, phường 5, quận 8 nha. Bán từ rất là sớm, 6 giờ sáng cho tới 2 giờ chiều thì nghỉ ca, và tiếp tục bán từ 4 giờ chiều cho tới nửa đêm luôn. Mình vào nha các bạn. Biết được mấy giờ á? Đúng rồi. Cái này là mình đang làm tô gì em? Dạ mì cá. Tô thủ công mì cá. Dạ. Tô này là bao nhiêu tiền em? Dạ 55.000. 55.000. Mì cực á. Sống là cá nè, cá là tươi sống nha. Kia anh bỏ vô vợt. Bỏ vô vợt, anh qua nước sôi xử lý. Nước sôi nóng 100 độ. Là lắc cá lên nè, cho nó đẹp nè. Con cá đẹp không? Vâng. Miếng nào ra miếng lấy nè. Cái này là mình dùng cá gì vậy anh? Cá lóc. Cá lóc hả? Con cá lóc mà cắt được gọi là phi lê này chắc là dạ, cá phi lê, cá tươi còn sống mình phi lê. Cái cá này to lắm nha. Cá này lớn. Cá này gì đó. Như cá nhảy tưng tưng luôn mà. Nhảy tưng tưng gì nhất. Cái này là thịt. Dạ, thịt heo. Thịt heo. Tươi sống như vậy. Cái này là mình làm chín cho anh hay là chị không, cái đây còn sống. 400 độ. Nước còn coi. Cái này cũng lâu mới chín nè. Cũng khoảng cỡ 5 phút rồi nè, đặt lâu hơn cá. Cá thì nó nhanh. Vâng.
cá thì mình phi lê nó mỏng nhanh, còn đây thì khoảng cỡ 5 phút. Thì cần này ăn nó có mùi như ăn không ta? Nó ăn rất là ngon, nó giòn giòn sực sực. Mình làm sạch sẽ hết á, lấy những cái trong cái bài nhạc của nó ra hết, nó chắc là thơm ngon, nó tăng chứng như mấy cái kia. Mình lấy làm sạch hết rồi là nó ra thành cái miếng cực, nó rất là thơm ngon mà giòn đó. Nó không có tanh hôi. Xử lý qua chanh trà sạch sẽ, miếng cực nó sạch sẽ luôn. Không có mà giống như mà người ta làm, người ta để người ta đưa vô ăn nó tanh hôi. Còn đây là mình sắc ra làm hai cái đồ, mình lấy chanh trà, mình lấy những cái chất dơ của nó ra. Nói chung cái này mà làm cho kỳ là ăn rất là ngon. Ngon, giòn, sực sực sực, nó không có, nó rất là thơm. Đó là vậy là nó chín rồi. Đó, nó chín là anh bỏ vô là nó tưng tưng rồi. Nhạc tiếng tinh. Này ở cần thêm anh. Dạ, đúng rồi. Thêm. Một phần như này là bao nhiêu? 4 miếng. À. Này là mình đang làm phần hủ tiếu sườn này. Dạ đúng rồi. Rau. Anh đem hơi rau. Hủ tiếu. Tô này không ăn này nha. Dạ không. Tô này là bao nhiêu anh? Tô này là 65. 65 ngàn. Thế nào mì này là mì gì anh? Mì đây là mì xương khô nè. Mì xương khô. Ý là em là cái món mì này mì trứng không anh? Dạ. Mì đi, mì trứng lấy qua nước giọng nè. Vâng. Giọng bên này là nó đi đúng, dây đúng mực của nó là cái cọng mì nó giòn, nó dai, nó rất là ngon. Vâng, nó phải đúng bài của nó. Dạ, đúng giờ giấc của nó. Cái thời gian trụng này khoảng bao nhiêu phút là ok? Nước nóng đầu này là 10 giây. 10 giây? 10 giây. Vâng. Rồi, khi mình đưa lên, qua đây là 2 giây. 2 giây? Dạ. Đấy, 2 giây là cho nó rút cọn mì lại, cho nó giòn, nó ngon, nó săn, vâng. Chắc cọn mì. Qua nước đây là nước 5 giây. 5 giây. 5 giây là để nó hồi phục lại cái cọn mì cho nó nóng, cho thơm ngon. Đúng rồi. Đấy, rất là công phu. Bắt đầu đưa ra tô nè. Tô là lúc nào cũng phải cho nóng. Tô là phải xuống nước sôi. Vâng. Đó. Ăn cho đảm bảo khách hàng ngon miệng. Đó, lên nè. Rồi, bắt đầu đưa ra tô. Đó, nhảy tưng tưng nhảy tưng tưng luôn. Mì là nhảy tưng tưng luôn đó. Ở đây mì nhảy tưng tưng, cá nhảy tưng tưng, nhảy tưng tưng luôn đó. Cạch cũng nhảy tưng tưng luôn. Còn mì nhìn ngon ngon lành. Tiếu cá, mì cá khô, hủ tiếu mì cá khô. Cái này là sườn mình hấp đó chị. À sườn mình ủ. À. Tức là mình ủ cho nó mềm ra. Đúng rồi, mình ủ qua mềm ra nó mình không sử dụng nhiệt nhiều. Hủ tiếu mì cá gà thêm. Hủ tiếu mì cá gói hả? Chiên mới hả? Cái hủ tiếu cá. Đây mọi thứ của chị làm nó sạch sẽ nha. Nước lèo bên chị là chị nắp béo. Vâng. Cho nên là nó hạn chế dầu mỡ. Không thấy bắn mỡ gì kìa.
ít, nói chung là không có thì không phải, mà hầu như không thấy luôn á. Cái mỡ đó là từ cái tủy xưa luôn á, khi mà mình ninh 24 tiếng á thì nó sẽ ra. Vâng. Tức là nhưng mà nó ra rồi nó đi đâu rồi hay là mình vớt đi? À, nó ra thì nó sẽ hòa vị vào cái nước lèo của mình nè, để vâng, cho cái độ nước lèo nó sánh và nó có màu đậm hơn. Vâng. Món gì em ơi? Không, nhìn là cái nước dùng của chị nó không có bán mỡ à, ít mỡ. Mì cực khô đúng không? Mì cực khô, hủ tiếu cực khô, mì cực khô. Cái này là cái nước sốt đặc biệt của nhà. Nước sốt, đấy mình ăn mì khô. Tóc đều tay lên cho nó ngon cái cọng mì đó. Vâng. Đó, giờ tôi ra tô. Đó. Rồi cho cái rau lên. Cái mì này có ngon không? Một phần do cái nước sốt này đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Đó, rau lên. Bắt đầu mình bước qua đây. Qua đây là bắt đầu mình vô thịt bằm. Đó. Rồi cho dí tiêu lên. Đó, rồi xong. Rồi xong. Cái hủ tiếu khô ra. Hủ. Cực khô dùng cái Lâm ơi. Xong rồi, cực sườn làm xong khô. Hủ tiếu khô. Hủ tiếu khô. À, tức ở đây cái món phở này mình cũng có thể cộng luôn. Dạ, dạ, đây là hủ tiếu này là kiểu ngựa. Vâng. Ở đây em thấy có hai loại nước sốt này nó khác gì nhau không anh? Dạ, khác nhau chứ. Vâng. Cái nước sốt này là nước sốt khô. Vâng. Còn nước cốt này là gọi là nước cốt, cái này nước sốt, đây nước vâng, cốt. Vâng. Nước cốt này là để mình ăn nước, vâng, còn này là ăn khô. Vâng. À, hai loại khác nhau ha. Hai loại khác nhau. Vâng. Còn cái gì nữa mà còn cái hủ tiếu mì gì? Mì sườn khô. Hủ tiếu mì sườn khô đúng không? Mì sườn khô thôi. Mì sườn. Hủ tiếu sườn khô đúng không? Rất thịt là đều, cho nó đều vào cái nước sốt đó, đó nó đều vậy nè, bắt đầu mình đưa ra tô, cho cọng mì nó thấm tháp nó ngon, rồi bắt đầu cọng rau lên thôi, rồi chúng ta hủ tiếu qua bên đây cũng như cũ, hủ tiếu bò viên thêm, hủ tiếu bò viên thêm nha. Cái này phần sườn thêm này bao nhiêu anh? Phần sườn thêm này hóng là đây là phần sườn bị chung với mì khô. À, để chung mì ha. À, 17 hả? Này là món gì đây? Dạ, hủ tiếu bò viên. Hủ tiếu bò viên. Dạ. Có hủ tiếu cá không? Có hủ tiếu cá mà phải cho anh ta ăn cho tôi vậy. Cái gì? Món đấy mà 17 hả? 17 từ ra sao hả? Ok, hủ tiếu cá đi Dũng ơi. Dạ, có luôn, em làm luôn. Có đi chàng ngủ nữa kia, làm bây giờ đi chàng ta. Rồi, bắt đầu qua nước cốt. Qua này. Bỏ thịt xay với hành vô cho anh về phim luôn. Bỏ thịt xay. Dạ, hủ tiếu cá nè. Bếp này toàn đàn ông không à? Có chị em phụ nữ của đây nè. À, đàn ông. Thấy làm thấy lệ. Dạ. Cho rau lên đi. Này là phần cá thêm anh hay là đi theo? Đó, đi riêng chung với hủ tiếu. Nếu mà khách mà ăn một phần cá thêm này mình thích cho sao anh? Thì mình làm thêm một phần giống như vậy. À, giá bao nhiêu? Giá nó cũng chưa nhớ giá. Hủ tiếu sườn luôn phải không? Đúng rồi, hủ tiếu sườn khô, hủ tiếu sườn, hủ tiếu mì sườn, hủ tiếu mì sườn khô. Tiêu lên.
Rồi các bạn ơi, như vậy đây là mình mới gọi ra một tô hủ tiếu mì cá cạch. Ở đây thì người ta không có, trong cái tô thì không có bán hủ tiếu mì cá cạch chung với nhau, mà người ta chỉ bán hủ tiếu mì và cạch thì phải kêu thêm. Có hủ tiếu cạch, hủ tiếu cá nhưng mà không có hủ tiếu mì cá cạch. Đây các bạn nha, đây này. Ở đây thì có khô và nước. Thì mình hôm nay thì mình gọi phần khô, vì ở đây nghe nói là cái nước sốt rất là ngon cho nên mình gọi phần khô. Đây là một phần hủ tiếu mì cá này. Hủ tiếu mì cá. Thì phần này thì sẽ có giá là 55.000. Đấy. Nó sẽ gồm một cái phần, nếu mà mình ăn khô nha, thì sẽ có một phần topping phía ngoài, tức là cá. Cá, trong cá này thì mình thấy có vừa có thịt bằm này, vừa có cá này, nước dùng và một ít rau nêm. Ở bên này thì hủ tiếu mì thì có hủ tiếu. Cái sợi hủ tiếu đây thì giống sợi phở các bạn ha. Và đặc biệt là cái sợi mì cũng sợi mì này. Đấy, rồi cũng có rau cải và thêm cả cái phần thịt bằm nữa. Và bên này các bạn, ở bên này thì lúc này trong lúc nói chuyện á, ban đầu thì mình vô đây thì mình chỉ tính ăn hủ tiếu mì cá cạch thôi. Nhưng mà sau đó thì mình nói chuyện một lúc thì mình biết là ở đây thì sườn cũng rất là ngon. Cho nên mình có gọi thêm sườn. Và đây cái tô mình cạch nha. Cạch và sườn rất là ngon cho nên mình gọi cả hai thứ. Đây là phần cạch này. Phần này thì có giá là 30.000 nha các bạn. Ăn gì bộ đó nha. Ở trong cạch này thì mình còn thấy người ta cũng có cho thêm cái phần thịt bằm. Nước dùng và thịt bằm. Đấy, và bên này là cái phần sườn. Cái phần sườn thì cũng có giá là 35.000. Tức là sườn này lúc này trong lúc mình quay mình để ý là sườn đây không phải là luộc lên đâu nhá các bạn. Tức là người ta hấp lên, gọi là người ta ủ lên á. Người ta làm chín xong bắt đầu người ta ủ. Sườn rất là hấp dẫn ha. Nói chung là cái ban đầu các bạn, cái ban đầu thì mình thấy cái cảm giác ban đầu nha. Mọi thứ ở đây nó rất là sạch sẽ. Sạch sẽ và thoáng đãng, sạch sẽ thoáng đãng. Tức là cái quán nó thoáng á. Cái quán nó cực kỳ thoáng luôn. Và cái hồi nãy mình vô trong bếp và trong cái đồ ăn ở đây tất cả mọi thứ người ta đều dùng bằng đồ inox và người ta làm rất là sạch sẽ. Nói chung là thích vậy đó. Ở bên này đồ ăn kèm thì mình thấy là bên này là có nước mắm, cái này giấm tiều nha. Đây là một đặc trưng của người Hoa. Giấm tiều. Giấm tiều rồi nước tương. Ấy chà, xịt ra hơi quá đà rồi. Này giấm với nước tương nha các bạn. Pha với tỷ lệ vừa phải thôi nha. Đấy. Rồi bên này thì mình còn thấy có thêm cả cái phần sa tế này, tỏi ớt này. Đặc biệt nhất là phần sa tế này các bạn này. Sa tế nhìn ngon ha. Sa tế rất là ngon, mà cho ít thôi, cho nhiều quá nó cay. Đấy. Ở đây thì mình thấy còn có thêm cái phần tỏi muối. Tại muối rất là trắng ha. Rồi bên này có thêm một phần ớt ngâm ớt muối nữa. Các bạn ăn nào tùy nha. Nhưng mà chỉ cần ít giấm tiều với lại nước tương và sa tế là đủ ngon rồi. Rồi, mời cả nhà nha. Ôi, cái nước ngon. Cái nước ở đây á, nó đậm đà lắm. Mà ở đây là người ta hầm xương các bạn. Nghĩa là cái thứ hai là mình nghe lúc này chủ quán nói ở đây là tuyệt đối không dùng bột ngọt. Cái kiểu ngọt của nó là kiểu ngọt mà nó dịu dịu các bạn. Có cái hầu ngọt kiểu ngọt từ xương á. Nói chung là nước dùng ngon rồi đó. Đây là phần mì này. À đúng rồi, các bạn có biết tại sao mà người ta ở đây người ta lại dùng cái rau cải không? Các món mì của người Hoa người ta lại dùng rau cải không? Cái thông tin này thì mình cũng mới biết thôi. Tại sao người ta không dùng rau khác mà người ta lại dùng rau cải? Cái này là một cái hay nha các bạn, nếu mà bạn nào để ý nha. Tất cả những cái món mì mà sử dụng mì của người Hoa người ta đều dùng rau cải hết. Này. Vì thứ nhất là vì cái rau cải này, mà đặc biệt là dùng cải ngọt nha. Chứ không phải là dùng cải cay. Cái thứ nhất là vì cái rau cải này nó giòn, nó ngọt và ăn thì nó rất là hợp với sợi mì. Và cái thứ hai là nó khi ăn thì nó sẽ không làm mất đi cái vị của sợi mì. Vì đây là mì này là ăn khi ăn vào nó sẽ có cái vị bùi béo á. Mì vừa giòn vừa dai.
ăn cái sườn mì này nếu mà ăn ăn kiểu ăn từng cọng á, ăn cảm lại á, thì các bạn sẽ thấy được cái vị hơi béo béo nhẹ trong đó. Đây là phần cá các bạn ạ. Ở đây là người ta dùng là dùng như dùng cá lóc các bạn. Trắng à, trắng tinh luôn. Chấm với cái nước. Ngon chưa? Mời cả nhà. Ôi. Cá tươi. Ăn cá nó ngọt á. Cái tỏi này vừa muối chín tới, ăn hơi sốc. Ôi. Miếng cá được cắt phi lê. Ngon chưa? Cái nước dùng ở đây các bạn, ăn nó không bị gắt. Nói chung là khi mình ăn vào trong miệng là nó không bị gắt cuống họng á. Nói chung nó dịu lắm. Đây là cái phần cật các bạn này. Phần cật này là ngày xưa mình không biết ăn nha các bạn. Nhưng mà sau khi biết ăn rồi là ăn phần này là nghiện nha. Ăn cái cật này nếu mà cái chủ nào mà làm mà không sạch sẽ là khó bán cái phần cật này lắm. Bởi vì cái bản thân cái cật này nó rất là dễ bị hôi. Nếu mà sơ chế không khéo thì nó rất là dễ bị hôi, cho nên là ở đây mình thấy ở trong này á, lúc nào mình hỏi thì mình thấy là người ta ăn cái phần cật này cũng nhiều, cho nên là mình quyết định mình thử thêm. Biết là cái món ở quán đây là mình cá cật mà. Cái cật này mà ăn vô nó kiểu nó giống như ăn mình ăn gan rồi đó, nhưng mà được cái nó như nào, nó bùi bùi thơm thơm mà nó giòn. Nó giòn hơn cái gan. Ở đây người ta xử lý rất là khéo nha, không có còn bị hôi nha. Bây giờ rất là thơm và giòn. Ăn cái cật nó giòn. Với lại ở đây là người ta dùng gọi là cật tươi các bạn. Như lúc này có cái khúc mà mình quay được cái anh gọi là anh trùng cái cật đó. Anh bỏ vào khi mà anh đổ ra cái tô mà cái cật nó búng lên. Ông đầu bếp vui tính, nó dùng cật tươi á, cật tươi nó mới búng lên lực như vậy. Cái phần cạch nó giòn. Cái phần cạch này nó giòn đó các bạn. Nói chung là cái cạch ở đây các bạn là, tức là mình có cảm nhận là người ta làm vừa chín tới để người ta giữ được cái độ giòn của cạch nha. Cho nên là nếu mà bạn nào mà kỳ chút xíu thì có thể nói quán là chín chín thật luôn, chín nhừ luôn nha. Nhưng mà chín nhừ thì mất độ giòn, độ ngon. Nhưng mà vừa chín tới thì sẽ có người ăn không quen, có người ăn quen tùy nha. Nhưng mà mình thích ăn nó vừa chín tới như thế này. Ăn cái cật thì cả các bạn nhớ kèm thêm miếng tỏi nha các bạn. Giòn. Ở đây tính ra là nhân viên người ta làm rất là nhanh nha. Một cái tô mà mình ngồi xuống mình gọi là mình kêu á, mình kêu trong vòng khoảng 2 phút là mình có đồ ăn rồi. Đây các bạn này, đây là cái phần sườn này. Sườn này là mình thấy là ở đây là người ta dùng sườn cây, sườn cọng. Đấy. Xong bắt đầu người ta hấp lên. Nhìn bằng mắt thường các bạn có thể thấy là cái độ mềm của nó này ha. Lúc này thì trong lúc quay trong quay thì mình có hỏi là cái sườn này là người ta không phải là người ta luộc lên, mà gọi là người ta làm cái ý sau đó người ta ù. Cho nên cái sườn nó rất là mềm. Nó giữ được độ ngọt của sườn. Mời cả nhà. Cái sườn bây giờ á, nó mềm, nó ngọt. Mà ăn kiểu nó thơm thơm mà nó hơi ngậy ngậy các bạn. Ôi. Lần đầu tiên mình ăn cái sườn mà mình thấy có độ ngậy nha.
mình nghĩ là ngày là do cho trong chuồng là có một chút xíu mỡ. Và cái thứ hai nữa, nó mềm, kiểu mềm mềm không quá rục mà mềm vừa phải để cho mình ăn, mình còn cảm nhận được cái độ vừa mềm vừa dai, dai nhẹ thôi, giòn giòn mềm mềm, ăn đã lắm. Nếu dùng cái sườn này người ta làm ngon nhá các bạn. Các bạn tới đây ăn sườn lại cho mình. Ăn sườn cho mình nha. Sườn đây người ta làm ngon lắm. Cái kiểu làm mà nó mềm, mà nó mềm kiểu, nó mềm kiểu mềm không bị khô mà không phải là bị xác luôn, mà nó vẫn giữ được cái độ béo của trong đó. Đấy. Đây, xin phép các bạn dùng hai tay mình xé cái miếng sườn này cho các bạn coi này. Tức là ấy, các bạn thấy không? Ngon chưa? Tức là cái sườn đây á, nó mềm mà nó không mềm, không phải là mềm cái kiểu mềm mà hầm nhá các bạn. Mềm mà nó vẫn giữ được cái độ béo béo ngày của nó. Đấy, miếng sườn ngon chưa? Mềm nhưng mà không bị nhừ. Mềm mà không nhừ nhá các bạn, mềm mà không bị bung ra. Tới đây các bạn, gọi món này cho mình. Hôm nay đi ăn mì cá cạch, nhưng mà có vẻ là mình chấm món này mì cá rất là ngon rồi, nhưng mà các bạn ăn thêm món này cho mình. Quán này đông khách ghê các bạn, bây giờ là 9:30 rồi. Thường thường các bạn mình đi đến các quán á, là thường thường cái giờ 9:00, 10:00 là cái giờ đó là ít khách á, vì thường thường là nó kiểu hết giờ ăn sáng á. Nhưng mà không biết là theo quán này tới giờ người ta vô còn rất là đông. Nãy giờ mình quên nói với các bạn một chi tiết, đây đó là cái nước dùng các bạn. Ở đây thì mình thấy là trong lúc nói chuyện thì mình biết thêm là ở đây người ta dùng bằng cái phương pháp gọi là tách mỡ. Đấy, các bạn thấy cái nước dùng rất là ít mỡ, hầu như rất là hiếm các bạn có thể thấy được cái bán mỡ. Nói chung hết hoàn toàn thì không có, nhưng mà cái bán mỡ hầu như là không còn nha các bạn. Đấy, gọi là tách béo các bạn. Nói chung mình thích cái nước dùng ở đây nha. Các bạn nha, nếu bạn nào mà đi ăn mà gọi là để ý kỹ nha, các bạn thấy cái muỗng này không? Cái này là có thể mình phân tích hơi kỹ chút xíu, nhưng mà thực sự là mình vô cái quán này cho nên ưng ý, cho nên mình nói hơi nhiều. Thường thường những cái quán mà người ta để ý đến cái kiểu sạch sẽ là cái muỗng này là lấy cái muỗng phải bằng cái này, không được có rãnh nha. Đấy, tức là cái muỗng nó không được có cái rãnh ở giữa, tức là khi mà mình rửa thì nó khó rửa được cái rãnh nhá. Muỗng đặc nha, tức là người ta dùng muỗng đặc. Cái này là ngày xưa mình cũng để ý đâu, nhưng mà sau khi mình đi ăn với ông anh á, bắt đầu ông mới nói là vô những cái quán mà người ta mà dùng những cái muỗng đặc như thế này liên quan đến ăn uống á, thì cái quán đó là người ta gọi là người ta để ý đến từng chi tiết nhỏ. Tức là khi mà nó dính đồ ăn vào trong cái khe rãnh ở giữa, cái này nó không dính vào được, khó rửa. Những cái muỗng mà đặc như thế này á, thì coi như người ta rửa được, nhưng mà những cái muỗng mà có cái khe ở giữa này này thì gọi là hầu như người ta sẽ không rửa được vô trong cái khe đó. Một chi tiết cực kỳ nhỏ nha. Đây là cái phần thực ra là phở, nhưng mà người Hoa người ta gọi là hủ tiếu. Cái nước sốt của nó có cái hầu ngọt ngọt, hơi chua nhẹ nhẹ. Ăn vào trong miệng á, nó có kiểu hơi béo béo nhẹ nhẹ. Có thể là trong cái lúc trộn đó người ta cho thêm một chút xíu mỡ hay sao, mình ăn mình thấy hơi béo béo nhẹ nhẹ. Rồi nhá các bạn, nói chung là như vậy thì hôm nay thì mình cũng mới thử xong hủ tiếu mì ở đây. Thì cái đầu tiên mình thích ở đây là cái quán nó thoáng, sạch sẽ. Cái phần thứ hai là về khẩu vị á, thì cứ một người một vị khác nhau nha. Nhưng mà mình ăn nãy thì mình không thấy bị gắt cổ á. Nước dùng rất là mềm, gọi luôn. Nước dùng rất là gọi là cái nó dịu á, ăn rất là thích. Nói chung là nó hợp khẩu vị của mình. Không biết là cứ người vị khác nhau mình cũng dám nói chung, nhưng mà riêng mình thì mình thấy hợp khẩu vị nha các bạn. Và cái thứ hai là nước dùng ở đây người ta gọi là người ta tách béo á, cho nên là nước dùng nó ít béo, ít mỡ, ăn nó ít ngán. Về phần giá nha, thì đây mình nghĩ đây không phải là một cái giá bình dân, nhưng mà cũng không cao, không bình dân không cao. Nói chung ở cái giá ok, vì không cao không thấp, mức gọi là mức tiếp nhận được. Đấy, còn cái gì nữa không ta? Sạch sẽ rồi. Nói chung ở đây thì tất cả một cái đồ người ta đều dùng bằng đồ inox á, người ta chú trọng đến tận cái muỗng này là mình thấy mình ok rồi. Rồi nha, nếu mà bạn nào thích các món của người Hoa
bạn nào thích cái món mì cá cật kèm thêm cái món sườn này nữa thì một lần nào đó đi ngang qua khu vực này thì các bạn có thể ghé vào ăn thử xem nó như thế nào nha. Như các bạn thấy thì ở đây khách đông như vậy thì phần nào nói lên cái sản phẩm rồi, mình không có nói thêm nha. Còn riêng video này chắc mình xin phép và kết thúc tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này nhé. Đừng quên like video và để lại ý kiến các bạn về món ăn ngày hôm nay nhé. Và bây giờ thì mình tiếp tục ăn các bạn ạ. À quên, ở đây còn cái món bầu viên. Món này thì mình lúc này trong lúc ăn thì mình không có gọi, mình không có kêu, mình kêu ra cho quay phim. Nhưng mà nghe nói bầu viên đây cũng rất là ngon, có cơ hội mình sẽ thử thêm nhé. Đấy, còn riêng video này chắc mình xin phép và kết thúc tại đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Ăn một tô này cũng nhiều cho các bạn.